chúng ta bây giờ hãy trở lại để mà nói về cái tài liệu liên quan tới Tether đi thì các bạn cũng đã biết để cho các bạn được lại Tether thì uh, các bạn thấy được là chúng ta cũng đã biết là Tether bây giờ là mức là 2.175 thì cái mức cao nhất của Tether là bao nhiêu đó chính là cái mức 2 là khi nào? Cái đây chỉ có 2 ngày mà thôi. Có nghĩa là cuối tuần qua, Ethereum đã đạt cái mức cao nhất mọi thời đại là gần 2.200 đô. Bây giờ các bạn thấy được là chúng ta thấy Ethereum vẫn tiếp tục ở xoay quanh cái mức cao nhất mọi thời điểm. Và chúng ta bây giờ thì nhìn vào tài liệu liên quan tới Ethereum đi thì một trong những cái sự kiện sẽ xảy ra trong tuần này đó chính là cái Half kế tiếp của Ethereum. Đó chính là Half gì? Đó chính là cái Half gọi là Half Berlin thì Harvard Berlin này sẽ xảy ra vào ngày nào? Thật ra mình nói khi mà chúng ta nói tới những cập nhật trên mạng lưới của blockchain đó, thì đương nhiên blockchain không có thời gian, chúng ta chỉ có thể tính theo cái số lock mà thôi. Thì cái số lock đó chính là 12244000 Thì Tới bây giờ đó thì dựa theo những cái chứng đoán đó đi là cái đồng hồ đếm ngược thì còn khoảng 2 ngày 5 giờ nữa có nghĩa là chúng ta thấy được là bây giờ là ngày 15 tây chúng ta sẽ có cái half Berlin the Đây là cái cập nhật kế tiếp của Tellium và cập nhật này đó chủ yếu là có một số những cái sự cải tiến nhưng mà phần lớn là liên quan đến kỹ thuật. Cho nên Thuận cũng sẽ không có nói nhiều về những cái cập nhật này Nhưng mà điều quan trọng ở đây đó là một số bạn hỏi Thuận là Harford thì có đồng mới hay không Thực ra Harford chỉ là một cách để mà các bạn nâng cấp mà thôi Và Harford sẽ xảy ra đồng mới nếu như mà trong cái thời điểm Harford đó mà có cái sự bất đồng Bây giờ thì Harford Berlin này sẽ không có đồng mới Và các bạn cần làm gì các bạn không cần làm gì hết, halfford này sẽ được xử lý và những người nào lưu trữ Ethereum thì cứ tiếp tục lưu trữ Ethereum như bình thường mà thôi. Cái mà halfford mà nhiều bạn quan tâm đến hơn đó chính là cái halfford bây giờ là tháng 7 là halfford London. Halfford này sẽ cái halfford mà có cái đề xuất à tôi nhớ là EIP 1559 đây là cái đề xuất mà sẽ đốt Ethereum sau khi giao dịch, một phần Ethereum sẽ bị đốt đi. Các bạn nên nhớ là đề xuất EIP 1559 là chia ra làm à, hai phần cái phần căn bản và cái phần mà chia thêm cho thời đào thì cái phần căn bản sẽ bị đốt đi thì cái Harvard đó cho đến tháng 7 mới có Cái Harvard liên quan đến uh, Berlin Là cái phúc này là cái Harvard xảy ra trong tuần này Đây là cái thông tin mà các bạn uh, cần lưu ý Trong tuần này liên quan tới Ethereum Thì nói tới Ethereum đó, Các bạn thấy được là Ethereum dần này giá cả rất là tốt Và chúng ta nhìn vào những tài liệu tương tự như là Bitcoin Thì các bạn thấy được là Ethereum trong cái thời gian Phải nói là một tháng qua Thì rất là rõ ràng Các bạn thấy được là đây là tài liệu bao nhiêu Ethereum nạp vào So với bao nhiêu Ethereum được rút ra Thì bạn thấy rất rõ ràng là cái số lượng Ether nạp vào sau rút ra đây thì rút ra nhiều hơn là nạp vào thì tình hình cũng tương tự như là bitcoin các bạn thấy được cái đường màu đỏ này đó chính là còn bao nhiêu ether trên những sàn giao dịch thì các bạn thấy được là tvm từ tháng 8 thì đi xuống liên tục và tốc độ đi xuống không giảm các bạn thấy được tốc độ đi xuống vẫn tiếp tục đi xuống rất là nhanh và bây giờ đó là cái số tvm trên sàn còn rất là ít các bạn thấy được cho tới ngày hôm nay thì dựa theo crypto khoan chỉ còn có 19,1 triệu tvm trên những sàn giao dịch mà thôi và giá cả như thế nào Thì các bạn thì được là Ethereum là một trong những đồng đó để thường chia sẻ thêm với các bạn rồi tôi sẽ nói về cái phương diện giá cả Thì các bạn thì được là Ethereum tiếp tục uh, được rút ra khỏi sàn và đi vào những cái uh, ứng dụng như là DeFi hay là đi vào Ethereum 2.0 được bây giờ tổng cộng là 3,3% của tất cả Ethereum đang được sử dụng để mà tham gia vào staking trên mạng lưới Ether 2.0 và các bạn có thể biết là khi mà tham gia vào mạng lưới này thì ít nhất là một năm nữa mới có thể là di chuyển được tại vì khi nào hoàn tất thì các bạn theo được giai đoạn 1.5 thì mới có thể di chuyển và bây giờ là còn khoảng một năm nữa chúng ta thấy được là cái số lượng Ether đang được stake tổng cộng là 3,8 triệu Ethereum đang được tham gia vào staking như là cái số lượng này không còn trên những sàn giao dịch nữa và bây giờ đó các bạn thấy được là ở trên những cái sàn như trên Hàn Quốc thì cái giá Ether trên sàn Hàn Quốc là mắc hơn cái giá quốc tế lên tới 16% cái giá trên sàn Hàn quốc bây giờ vẫn còn rất cao khi chúng ta nói tới Ethereum hay là thậm chí Bitcoin cũng vậy Bitcoin thì hiện bây giờ là cái giá Bitcoin trên sàn Hàn quốc cũng tương tự như là Ethereum mắc hơn sàn quốc tế là 16% những lý do tại sao chúng ta cũng nói tới trong những cái video trước đây liên quan đến là cái sự lưu thông tiền không dễ dàng tiền có thể vào được Hàn Quốc nhưng mà ra thì rất là khó và người nước ngoài trên căn bản không thể giao dịch trên sàn Hàn Quốc và ngược lại người Hàn Quốc cũng không thể dễ dàng để mà có được chuyên mục của người nước ngoài đây là điều mà chúng ta đã nói tới trước đây nhưng mà về cái phương diện giá cả đó thì các bạn thì được là Bitcoin chúng ta nói tới trong vòng một năm qua thì tăng 776 phần trăm Bitcoin là đồng lớn nhất tăng 776 phần trăm coi như là một cái sự tăng trưởng rất là lớn rồi trong thời chỉ một năm qua chúng ta nói tới Ethereum thì Ethereum trong một năm qua tăng 1269 tuy là con số này rất là nhiều nhưng mà các bạn thấy được là khi mà so sánh với lại Binance thì con số lượng tăng trưởng này không bằng Binance Binance tăng trưởng một năm qua lên tới 3985,3 phần trăm thì có nghĩa là so với lại Binance thì Ethereum tăng trưởng không có bằng thực ra cái giá bây giờ thì cũng rất tốt là 2175 nhưng mà các bạn cũng nên hiểu là nhiều người vẫn tiếp tục mong đợi Ethereum với cái giá cao hơn và những cái giá chuẩn đoán chúng ta nói tới trước đây đó đối với bản thân thường thì Ethereum có thể lên tới là khoảng 8.600 đô trong đợt tăng trưởng này bây giờ chúng ta vẫn còn cách xa con số đó nhưng mà thật ra Ethereum cũng giống như là các bạn thấy những đồng như là Binance có thể nhân rất là nhanh nếu như mà cái thời điểm đã đến thì bây giờ chúng vẫn cảm thấy được là về mọi phương diện thì Ethereum đang trong cái thời kỳ rất là tốt nhưng mà giá cả lại không phản ảnh những cái sự nhưng mà giá cả lại không phản ảnh được cái tình hình hiện tại của Ethereum Thuận thì vẫn tiếp tục chung mình giá Ethereum và hiện bây giờ đang rất chú tâm vào Ethereum như nhiều bạn cũng đã biết và Thuận thì vẫn tiếp tục tin tưởng là tư nghiệm sẽ không ngừng ở đây mà sẽ tiếp tục phát triển về phương diện giá cả Chúng ta nói tới đồng BNB đi thì các bạn đều được là đồng BNB trong cuối tuần qua đã lên một cách mà không thể tưởng tượng được Các bạn thấy được là cái giá cao nhất mọi thời đại của Binance là 610 đô và mới vừa xảy ra cách đây chỉ có 17 tiếng đồng hồ mà thôi và bây giờ Binance đã đi cho xuống 582 vẫn hơn 12% khi mà chúng ta tính theo cái giá 24 giờ trước đây có thể nói là Binance lên liên tục, lên không ngừng nghỉ và những lý do tại sao mà Binance tăng trưởng đó thì thường nghĩ là một những lý do đó chính là Binance bây giờ là một mạng lưới mà có nhiều người sử dụng và nhiều người đang chú tâm đến tại vì Ethereum đang gặp trường hợp là bị tắt nhãn tại vì Ether thì có thể là các bạn giao dịch nhiều các bạn không quan tâm đến các phí nhưng mà nếu như mà các bạn là một người mà giao dịch con số nhỏ hơn thì uh, Binance Smart Chain là một trong uh, những cái sự lựa chọn của nhiều người bây giờ thì có nhiều người thích tranh cãi là hệ thống của Binance là hệ thống tập trung hơn so với hệ thống của Ethereum nhưng mà thật ra tôi nghĩ là đối với người dùng thì chỉ đơn giản là họ muốn yield farming họ muốn sử dụng những cái ứng dụng DeFi để mà kiếm tiền cho nên chỉ cần kiếm được tiền thì người dùng bây giờ phần lớn cũng không quan tâm đến là mạng đứa nào tập trung hơn nhưng mà Binance bây giờ thì được cái lợi thế đó và các bạn thường là Binance à, Thì hiện bây giờ đó Đây là cái bài viết ngày 11 tháng ngày hôm qua Bây giờ thì cũng đã Coi như là giá đã cao hơn rồi Các bạn thấy được là Cái vốn hóa của Binance bây giờ còn cao hơn cả ngân hàng Santander Và ngân hàng UBS Nhưng mà chúng ta tính theo vốn hóa của BNB đó Thì bạn thấy được là vốn hóa bây giờ là 90 tỷ đô la Thì so với lại Ethereum các bạn cũng đã biết là 250 tỷ Nếu như mà Binance có thể được phân nửa cái vốn hóa của Ethereum phân nửa thôi, 50% thôi Thì một đồng Binance sẽ lên tới là hơn 700 đô cho một đồng BNB Và một trong những yếu tố nhiều người đang nói tới liên quan tới sự tăng trưởng của Binance Đó chính là sang Binance tiếp tục rút thêm đồng Binance Như bạn có thể là mới tham gia cho nên không có rành Thì đồng BNB đó, thường trở lại cho các bạn được là bây giờ đó, đồng BNB Trên tổng số đồng BNB là 170 triệu đồng BNB thì bây giờ trên thị trường là có 154 triệu đồng BNB Nhưng mà lúc mà mới ra đời đó tổng cộng là có 200 triệu đồng BNB Và CG của Binance sẽ nói là mỗi một quý, mỗi 3 tháng đó sàn Binance sẽ trích ra một cái phần tiền lời Và cái phần tiền lời đó sẽ được dùng để mà thu mua lại đồng BNB trên thị trường sau đó đốt đi cho đến khi nào mà cái số lượng đồng BNB trên thị trường chỉ còn có 100 triệu mà thôi cho nên sẽ tiếp tục đốt và tiếp tục đốt và cái đợt kế tiếp là sẽ trong thời gian gần đây là sàn Binance sẽ tiếp tục đốt đồng BNB thì các bạn thấy được là khi mà đồng BNB mới ra đời đó năm 2017 đó thì lúc đó là đồng Binance Coin này dùng để làm gì? Dùng để trả phí giao dịch mà thôi. Các bạn thấy được là các bạn có thể lưu trữ đồng BNB dùng để trả phí giao dịch thì sẽ được giảm cái phí giao dịch khi các bạn sử dụng đồng bnb nhưng mà sau này thì lại có thêm những cái công dụng mới của đồng BNB Như là có thể dùng đồng BNB để các bạn có thể tham gia và mua những cái token IO Token mà bán trực tiếp trên sàn Hay là các bạn có thể lưu trữ đồng Binance Coin để có thể có được quyền hồng cao hơn Khi các bạn giới thiệu người vào sàn Và các bạn được được sau này chúng ta lại có Binance Smart Chain dùng đồng BNB để yield farming vân vân Thì càng ngày đồng Binance Coin lại càng có thêm nhiều cái cách sử dụng Chứ không đơn giản là đây chỉ là một cái đợt mà hai như, như mọi người bây giờ đang phấn chấn liên quan tới BNB cho nên giá cao đương nhiên điều này cũng đang xảy ra nhưng mà trên thực tế đó là cái công dụng của đồng BNB vẫn tăng trưởng theo thời gian và nếu chúng ta nói tới BNB cạnh tranh với Ethereum đó thì vẫn đang trên con đường đó nhưng mà các bạn thấy được là chúng ta vẫn còn đồng Cardano vẫn chưa có lộ diện nhưng mà chúng ta nói tới BNB đi thì các bạn hiểu được là bây giờ đó ở trên mạng lưới của BNB dựa theo bài viết này thì trên mạng lưới của Binance Smart Chain nó có tổng cộng là 30,4 tỷ đô la đang lóc lại những cái dùng DeFi trên mạng lưới của Ethereum đây là DeFi pool phần lớn là Ethereum thì bạn hiểu được là trên mạng lưới của Ethereum bây giờ đó chứng đoán là có tới 52 8 tỷ đô la được lóc lợi Trên những ứng dụng của DeFi và Ethereum vẫn là cái đồng vốn hóa cao hơn BNB rất là nhiều vẫn là một đồng mà có cái cộng đồng nhiều hơn và các bạn cũng nên nhớ là Ethereum thì vẫn có những cái cập nhật trong tháng 4 này rồi tháng 7 và chúng ta cũng sẽ có những cái cập nhật liên quan tới Optimism Roll Up là cái giải pháp tầng 2 của Ethereum sẽ có mặt trong thời gian tới đây trong vòng vài tháng và nhiều cái ứng dụng của Ethereum bây giờ đang gây dựng cái tầng hai để không có gặp trường hợp là tắt nhãn và phí cao nữa nữa. cho nên đây là những giải pháp vẫn đang xảy ra chứ không phải là tìm chỉ ngồi đó để mà thấy đồng BNB lấy hết tất cả các bạn hiểu là tìm vẫn đang xúc sắn và sẽ có những cái cập nhật trong thời gian tới đây để mà giải quyết cái vấn đề liên quan tới phí trên mạng hiện bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục chờ đợi coi coi khi mà ngày đó tới thì giá của tên mình sẽ như thế nào và một trong những đồng khác nữa mà chúng ta vẫn chưa có thấy nói nhiều đến đó chính là Cardano. Cardano sau khi mà có những cái cập nhật trong gian gần đây là thường nhớ là cập nhật uh, Mary thì uh, các bạn thấy được là bây giờ chúng ta vẫn tiếp tục chờ đợi chờ đợi cái gì chờ đợi Cardano thực sự có những cái ứng dụng hợp đồng thông minh bắt đầu có những dụng NFT hay là DeFi thì các bạn thấy được là chúng ta nhìn vào tài liệu mới nhất liên quan đến Cardano Cập nhật kế tiếp của Cardano đó chính là cập nhật Alonzo Và Alonzo upgrade này là bây giờ là chứng đoán là tháng 7, tháng 8 Thì sẽ có cái cập nhật Alonzo này Và sẽ có những hợp đồng thông minh trên mạng lưới của Cardano Và nhiều người tin tưởng là tháng 7, tháng 8 chúng ta sẽ thực sự thấy được Là thực thư của Cardano Nếu như mà Cardano thực sự là một cái mạng lưới mà hoạt động mạnh được và thu hút được nhiều những cái ứng dụng chạy qua Cardano thì đây cũng sẽ là một cái mạng lưới cạnh tranh với lại Ethereum và Binance và đây là những cái thông tin mà Thuận muốn chia sẻ với các bạn trong cái video ngày hôm nay Thuận hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp Tạm biệt các bạn